Minh Tăng chào tất cả cô chú anh chị mọi người ha. Thì giấc ngày em tới con của ông cục tay ha mọi người. Giờ đang ở chuồng heo hả? Này dán gặp tháng ngày chưa xong nữa mọi người. Nhỏ ngủ quá. Cái đâu mất tiêu chưa người? Đầu đấy bé nằm nè. 8 giờ bây giờ ra chuồng heo ở rồi. 8 thì đuổi ra chuồng heo rồi gì 8 ơi. Ra chuồng heo hả? Ra chuồng heo rồi con ơi. Con ở chuồng heo rồi. Bé này sửa không gì ta? Ở đây là thấy là sửa sữa rồi đó. Sửa sữa ha. Sữa nó khác liền thấy không? Sữa đó là chị uống ha. Sữa chị uống rồi. Cưng quá ha. Thấy sửa sữa rồi ha. Nè. Này thấy sửa sữa. Ê, rồi ọc sữa, ọc sữa, ọc sữa. Mới có sữa, ọc sữa rồi. Rồi ngày ống vô trống nhớ đúng không? Có thì nhớ cái gì mà nhớ thì cũng đi thăm nuôi cháu chứ nhớ cái gì. Ông có điện về không? Có. Điện về nó sao? Ông nói điện về thôi. À. Cái gì mà con Hiền nó đái nó đứng đái. Đi đấy. Đi đi vô toilet á. Rồi tôi nói thôi thì ông cũng phải làm đi chứ giờ tôi mắc nhỏ rồi tôi cũng đâu có làm gì được đâu. Ông về ông chăm nhỏ này cũng đâu có được. Phải chịu thôi. Dễ hơn nhưng mà giờ nhỏ thì sao? Đây nè, cái ổng có cái người ở đây nè, người ta giữ giùm tiếp. Ở đây có đường bà móc chân mà. Thôi mấy người kia chăm đâu có bằng tôi chăm mấy con nhỏ này đâu. Mấy người kia chăm đâu có được. Giờ tôi chăm mới được. Có một ổng chờ trừ ổng về ổng chăm thôi. Khó nhưng mà người ta mất con chịu hoài, người ta đâu có ấy được. Nhưng mà cũng đỡ là đỡ vậy đó, không ngại, không gửi cho dì Tám 1 triệu của chị Út Hương ha. Dạ. Tôi gửi tặng cho dì Tám 1 dạ, triệu. Dạ, cảm ơn chị Út Hương nha. Dạ, chúc cho chị trên con đường làm ăn cho nó được may mắn nha. Bé này gửi cho Hoàng Anh giữ cũng đâu được không? Hoàng Anh đâu giữ đâu được, Hoàng Anh thì nó bệnh hoạn hoài, nó đâu có giữ được. Chắc không có gì chứ. Không có bệnh gì đâu. Có bệnh gì có thể hả? Bây giờ là già rồi đó. Yếu thiếu bình si. Thiếu bình si hả? Thiếu bình si chứ không có gì hết. Bình si dinh dưỡng. Nó là ai có si dinh dưỡng giống mẹ nè. Vậy hả? Bồi bồ lăng mẹ. Thiếu ăn á. Thiếu ăn thiếu ngoài ra là không có gì hết. Vậy hả? Có thể gì nhờ nó giữ con bé này dùm từng lễ hay là 10 bữa gì. Tại nghỉ tới từng 10 ngày năm. Nghỉ giờ đó là không có đưa về đi bán hả? Tạo điều kiện cho anh nghỉ luôn đi. Thì cho nghỉ rồi. Chứ cái gì ở nhà đó? Hoài cái buồn đó rồi. Kêu là có Hoàng Anh á, với vợ qua giờ Hoàng Anh thì chăm được. Cho mấy người bên đây thì mất công chịu ngoài, bất quá anh thì giữ dây lát thì người ta có giữ hoài được. Không, đi tám đem em bé qua bển. Em bé qua bên kia. Bên kia. Qua bên kia. Được. Đúng rồi. Hai đứa con. Đúng rồi, đi qua bà Hoàng Anh. Đó, rồi đi tám xuống chăm bé Hiền đi để cho dượng về. Đồng dì tám gì? Tội nghiệp dượng, ông dượng đàn ông, dượng chăm sóc Hiền, tội nghiệp dượng. Thì đường bà chăm sóc Hiền nó dễ hơn. Cho mẹ Hiền ha, cho mẹ Hiền này, mẹ Hiền về với con nha. Nữa ha, thí dụ như cái hai người về, tôi có không cho cái thằng kia kia gặp mặt Hiền nữa đâu. Không cục tay á. Không cục tay á. Tại vì nó còn bệnh mà, thí dụ như hai người gặp mặt với nhau. Đây kiếm không? Không. Dạ, không có kia vô. Bây giờ đem con bé nó xuống không? Cũng mừng ha. Lỡ ông vô kiếm rồi mình tính sao? Hả? Lỡ ông vô kiếm rồi mình tính sao? Không đâu cho kiếm. Thí dụ như hai người kiếm cũng không có... tại vì nó lúc này bệnh mà mình cũng nói người ta là nên kêu nó đừng vô nữa. Kêu đừng vô. Nếu mà vô thì nó cũng... thí dụ như... vậy hay sao? Đuổi ông về đi chứ sao giờ kêu ông về chứ sao có mình gì tám đây sao dám đuổi ông sao không dám bật đèn đi có gì điện thằng anh sắp xếp mà gửi cho nó rồi vô tiếp ổng chứ cũng không có cho được tám trăm tụ được tám tám là đàn ông bé Hiền là con gái vậy chứ thật con vậy chứ giờ biết sao giờ dạ bây giờ Hoàng Anh đang thời gian nghỉ dưỡng nè
là có hai vợ chồng nghỉ dưỡng cỡ 10 ngày từng đó. Đó, bà chăm được cho 10 ngày mỗi tuần. Tuần không không có đi bán buôn gì hết. Nghỉ cho bán rồi. Si giống như hai cậu cháu. Tại vì mạnh thường quân ta cũng cho tiền thằng anh là bồi dưỡng ăn rồi, có đầy đủ chơi rồi. Thì kêu quân nghỉ nhà ăn uống bồi dưỡng. Rồi 18 giờ cái dịp này 18 nhờ giữ giùm luôn với cơ thể đó mà không có bệnh gì hết. Vậy đó hả? Chỉ suy nhược cơ thể thôi hả? Suy nhược có như ca con là bé Hiền vậy thôi hả? Rồi 18 giờ 2 ổng cho ông gì ổng nghỉ ngơi cho phải không? Tội nghiệp lắm á. Tội nghiệp được 8 đàn ông phải chăm bé Hiền. Bé Hiền là... Vậy lúc trước thì ổng cũng chăm con Trang không chứ đâu. Con Trang cũng chăm luôn đó, lúc bị xe đụng đó. Cũng chăm luôn đó. Tội nghiệp quá ha. Rồi gì sống thêm chăm vậy lúc đó nè mắt này nè có con này rồi nè cũng mới đây nè xe hiện nó cũng uống Trang cũng bị là tháng mấy hai tháng này rồi bây giờ nó đi toilet không chị ngồi đái đứng bên đái không đứng đái không đó người ta nhiều không đấy là đâu phải lo nữa khổ thôi dáng dáng này dì tám dáng đem em bé đi Hoàng Anh bắt đầu nghỉ làm bữa nay rồi nhé từ nay giờ đi dì tám gửi 10 ngày nửa tháng được tại tụi con không cho đi làm con ở nhà nghỉ để cho bác sĩ dặn đấy đó. Nếu mà đi làm nó không khỏi là không khỏe được. Thì nhân cơ hội này thì tám gửi em bé. Nếu mà gửi thì cảm thấy không yên thì tôi xin ở là 10 ngày nữa. Ừ, đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Cũng như là xin trở lên trên cho nó nạp viện. Anh con có gửi tiền cho bé Hiền được mấy 7 triệu ba đó. Rồi có gì thì tám đem tiền nó vô lo cho bé Hiền. Bồng nhỏ mình chết luôn. Bồng cái bé lên đó để cho vợ chồng Hoàng Anh. Giờ bồng giờ hả? Đâu có mấy mai mốt thì cũng được. Đâu mấy cái này cũng tại hết trời luôn. Cái này đâu có cho luôn. Thôi mai đi. Đi điện Hoàng Anh hỏi ý coi chịu không? Không chịu gì cũng phải chịu nữa chứ sao? Chịu, trời ơi. Sao không chịu? Có buộc phải chịu hả? Hoàng Anh nó thương bé Hiền lắm, chịu liền. Ai chứ Hoàng Anh là bảo đảm sẽ chịu liền. Nha. Tại vì em nó vậy chứ không thằng này. Tại vì bé Hiền đi vệ sinh thì kêu bất tiện còn nghiệm tạm. Bộ gì cần dược tán ở đây đâu? Để vợ cái giò đi chờ xích cái trường giờ nó lết nó nhiều quá thì khi người ta cực người ta ngại đúng không? Thằng anh nó ở ghế một khi nó cũng không lên tiếng mình ấy mình nói vậy đúng không? Cái gì nó không chịu hết. Sợ là ảnh nó ở mình vợ. Nhưng mà bây giờ gia đình bên ngoại Hoàng Anh người ta cũng có nhìn có đạo đức người ta sẽ hiểu. Thì nữa đáp điện mà anh nói gì vậy đó rồi chuẩn bị ra tham khảo trước đi được thì làm được vậy đi thí dụ như nó có trục trặc gì thì thêm 10 ngày nữa vậy đi cho nó quên cái cho nó quên thằng cái ông kia luôn đi vậy đi tại hồi nãy nó có cho tiền cho 8 họ đưa cho Hoàng Anh đó dạ cho bé Hiền cho mẹ của em bé này à Quốc Việt cái gì Hồng cái gì nhỉ Việt Quốc Việt Hồng gì nào hôm trước là Bắc Việt là... Quốc gì Quốc hả? tên gì Bắc Việt Bắc Việt cái ngáp cái mỏ kìa kìa có cái sổ rồi coi sổ đi Bắc Việt hả không phải Bắc Việt mà đâu cái sổ đâu sổ gì nói cái sổ rồi cái sổ nó nằm ở đây nè đây nè nó đó cái sổ qua chích ngừa sổ đây nè bên đây nè đó rớt sổ đó sổ chích ngừa nè sổ nó cũng nhiều chuyện kìa sổ tiêm chủng cá nhân nè tên gì đây kêu nhà niệm Phật thì nhiều đi cho bệnh nhân thành khỏe lại đấy con Bắc Việt Nguyễn Bắc Việt sinh ngày 31/10/2021 này sao đeo xuống cái giò rồi cái tay không đeo hả? Nó tên mẹ thì thấy thuốc hay không có đại nó sợ nó nút qua nên nó đứt cái này nè nó đứt nó đứt nút à ở đây là nó ngậm nó nút à nút à bữa nay là nó ngủ đủ giấc đó vậy là vui quá tại hồi sáng thì cũng cho nó ăn bột rồi đó ngày nào cũng điện gì chứ ha ngày nào cũng điện gì chứ không có điện mà video để thấy không thấy luôn ha thấy hình luôn ha được chị Hiền sao rồi gì tám khỏe chưa thấy khỏe rồi đó tươi gói lên không tươi rồi đó nhưng mà còn con có nói chuyện với con đó không không có nói chuyện chỉ dòm thôi à dòm thôi không mê con ha không mê rồi sao khóc rồi
Nay nó mấy ký rồi đó? Bữa hổm thì căng tháng là đã được nửa ký đó. Tính vài bữa nó mới căng nữa. Tháng nửa ký đó. Bữa hổm thì mới căng này nè là chưa đúng tháng mà nó lên hai lên 200 gram rồi. Con đang ở nhà mấy lại dì Tám nè. Cho dì Tám gặp em yêu nè. Dì Tám nó đi giấu. Đây cho hai bà gặp nhau nè. Dì Tám ơi, chuyện mới này dì Tám này. Để cho nó lát cho bé Hiền gặp hai mẹ con nó gặp nhau. Nè cho Hiền nó gặp cho con nó đi. Nó thấy mẹ nó chuyện nó trồn kìa, mẹ nó chuyện. Nó mỏ thử rồi kìa. Ôi thấy thương không? Đang khóc rồi nè. Đang khóc thì đang khóc nhẹ. Sao vậy? Sao đang khóc? Ai biết con rồi đó. Đáng mà hỏi ông coi. Tao mấy nó vô rồi ổng đi về cho khỏe. Sao giờ nhớ con không? Nhớ không? Thôi đừng có nhắc, tới chuyện đó nữa. Nhớ không? Nó dòm con đó nè. Dạ. Nhớ con nè. Nè con nè. Ôi ôi. Đó, thấy mẹ chưa? Thấy mẹ hiền chưa? Nó không biết gì đâu mà mẹ. Dòm đó, nó dòm tiếp theo. Dòm nó cảm chứ cũng biết chứ. Sao không? Từ từ nó không biết. Máu mù của nó mà. Chưa được sao hả? Về nó đi. Xài sống nữa hả? Xài sống với lại chiến dịch lột. Ừ. Và chiến lĩnh đó. Mà tôi tính nó nói với ông gì nè, là tôi xuống dưới tôi thế ông được không? Rồi cô thì cho vợ quà nó giữ. Để nó hỏi còn anh nữa coi. Con bé nó đi không có được mà nó khó khăn lắm đó. Hai vợ chồng đó mà. Hoàng Anh nó nghỉ bán rồi. Nó nhà này nó mà nó dưỡng sức rồi tính gửi cái thằng này nè. Dạ. Mà coi sao? Mà coi có mấy gì được thì thế còn không được thì thôi. Bà làm nó không lại nó quá, hồi nãy nó chạy nó trốn đồ mọi người. Sức kỳ vậy? Mà ở dưới có người giữ mà. Có người cái gác cổng mà sao kỳ vậy? Thì nó chạy rồi mà không còn đâu. Có con vệ rồi mà. Nó chạy vòng vòng ở trong á. Còn nó đâu không ra ngoài được thôi. Nhưng mà nó chạy vòng vòng ở trong phòng hay là trong phòng lan quá. Ờ đúng rồi. Ờ nó chạy trốn vậy. Chứ không phải là nó cái gì. Xuống đây ráng đi rồi có gì nói bác sĩ khóa cho hoài. Khóa cho hoài vậy nội. Có bảo vệ giữ mà nó thiếu nó chạy này chạy vòng vòng ở trong đó thôi. Em cảm ơn nhiều nha. Để tôi bàn với để tôi điện cho anh, tôi nói chuyện dùng anh cho nữa hay gì tôi xuống dưới. Mai nó lên.
Thì bà nói sao đó thì đó thì... Tụi nuôi nó cũng bắt phẹn quá trời, tắm rửa nó khó chết mẹ vậy. Cảm ơn nhà chồng Minh Tân nhiều quá. Dạ. Được ăn thứ gì sức khỏe nha. Tâm ơi, thì bữa nay con cũng mới đưa cho Hoàng Anh 7.3 triệu đó của Mạnh Quân người ta cho đó, rồi nữa Hoàng Anh đem chúng cho Dương Tám, Dương Tám lo cho bé Hèn nha. Dạ, dạ, con mới chào trên nhà của Hoàng Anh đó. Nãy chạy trốn ha. Dạ thì con mới trao hồi nãy 7.3 triệu cho Hoàng Anh, rồi mai là Hoàng Anh nó Dượng có hiếu gì đó kêu nó mua xuống đem xuống luôn, rồi nó đem tiền cho Dượng nó lo cho bé Hiền đó nghe. Dạ, còn giấc này đang nhốt trong phòng rồi vậy. Mấy rồi, 5 tháng 20 ngày rồi. Nó nổi gì vậy đó? Dạ. Này sữa nó văng vô. Rồi tắm rửa nó tự tắm hay gì đó? Hỏi coi nó có nhớ con nữa không? Rồi Dương Tám hỏi nó coi nhớ con hay nhớ ai không? Dương Tám hỏi nó coi có nhớ con hay nhớ ai không? Nó không nhớ hả?